Cố gắng tập làm sao mà tay chân này nó phải giống như là một thể thống nhất, có nghĩa là tay trái đánh thì cái tay phải phải bấm, hai cái nó xảy ra cùng thời điểm, nó phải xảy ra cùng thời điểm, chứ không phải cố gắng điều khiển nó là âu tiếp theo phải đánh nút này, tay này phải đánh nút kia, không phải vậy. Lúc này tâm trí của mình chỉ có quan sát và kiểm soát nó thôi, còn cái tâm trí của mình lúc đó, cái tai nghe của mình lúc đó phải dành cho cái việc nghe metronome hoặc là backing track, chứ không phải dành hết cái tâm trí này để điều khiển nó là đánh nút nào đánh nút nào. Chứ lúc này mà còn đánh nút này nút kia, dây này dây kia thì biết khi nào đời nào mà để làm được. Để làm được như vậy là cái thời gian luyện tập nó phải nhiều kinh khủng, phải bỏ ra thời gian tập, chứ không phải chỉ có vừa mới vỡ cái bài xong là sẽ qua bài khác, tại vì mình không có lấy được cái gì từ nó hết trơn, không có cái lợi gì hết trơn á. Chỉ vừa mới vỡ bài thôi đâu có được gì đâu, chưa có gì hết, cái ngón chưa tốt lên từ cái bài đó thì đi qua bài khác thì mình đang làm lại từ đầu rồi, từ từ thôi.